Dưới cái gì chú ơi? Dưới cái gì vậy chú? Con cá nó lòi lên. Trời ơi trắng chày luôn mọi người. Không thể nào luôn. Trời không thể nào luôn, từ tới hết sức trận này. Hết sức trận này. Nãy tao nói là toàn là mày dinh, không thấy không? Gắt ghê. Nắng lên rồi đó chú. Trời ơi nó dính nuôi nuôi trong mọi người ơi. Không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng. Rồi, Minh Khôi và ông chú xin chào mọi người. Giờ mình sẽ quay cảnh ông chú rải mồi luôn nha mọi người. Trộn nước hả chú? Dạ. Dạ. Dịnh lại chú ơi, coi chừng tạt chú ơi. Mưa nhỏ này còn khô đất nè. Dạ. Mưa nhỏ. Rồi mình sẽ ở đây. Mình chờ ông chú nha mọi người. Ông chú ông để vài bến nữa. Rồi ông chú sẽ lại cái bãi thứ nhất này, ông chú sẽ quăng chài. Mọi người hãy đón xem nha. Rồi ông chú đã thả lại nè mọi người. Hình như điện thoại con hơi mờ mờ phải. Ăn xà lục bình lắm mọi người. Túng cái tàu dừa. Quá đã mày ơi. Chung chạy luôn hả chú? Rồi vô nữa rồi đó. Trời ơi. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi mày đừng có nói tới ôi dồi sai mà quá trời luôn chú ơi. Ôi cái linh nó nhảy ra quá trời luôn thì cái linh đó, cái linh nó lọt bị chài lỗ lớn á. Dạ nó nói mày không sai. Rồi 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 bể chài chú ơi, coi chừng bể chài chú, chắc bể chài quá. Quá quá rồi, quá rồi. Cái mùa này là tao nói mày rồi. Rồi. Cái màu nước là tao nói rồi. Trời ơi, dưới cái gì chú ơi? Dưới cái gì vậy chú? Con cá nó lòi lên. Trời ơi, trắng chày luôn mọi người. Không thể nào luôn. Trời ơi, không thể nào luôn, từ từ rồi rồi. Trời ơi, chứ giờ sao? Rớt con cá rồi. Trời ơi. Lên. Từ từ xuống dưới luôn mọi người. Khủng khiếp cá rồi. Tao nói cái màu này nãy tao giải màu tao nói rồi. Bây giờ mình không biết nói sao luôn á. Nói nè. Quá trời ơi mọi người ơi. Mọi người thấy sao? Từ trên xuống dưới luôn nha. Chỗ nào cũng có. Coi đi. Nó. Coi. Nó gói á trọng á. Thôi thôi. Hết cỡ rồi. Hết sức trận này. Hết sức trận này nữa rồi. Giờ. Cái màu này là màu đặc biệt. Mọi người hay mọi người thấy ông chú hay không? Tao nói màu cá mày dinh. Thấy không? Má tao giải màu rồi tao nói rồi. Lý tưởng là lý tưởng. Hay chưa mọi người? Mình nhìn con nước là mình không biết cá ít hay cá nhiều, cá gì luôn mọi người. Nó đặc biệt là cá mày dinh. Mà ông chú nhìn hay thiệt. Nó vậy đó. Công nhận thiệt. Mình nể ông chú rồi đó mọi người. Trước khi giải màu là tao nói rồi. Đây là cá mày dinh. Ôi, ở trong cái chài thôi chứ. Gung chài liền hả chú? Gung liền, nó ở vòng vòng. Nó lộn đầu, lộn cổ lên. Hết sức trần này. Nhiều khi tao chài về tao cự mình. Không có mày ha. Tao cự mình. Vui với nó.
Wow. Cá cóc nữa nè. Rồi, cá cóc nữa đó. Ồ, cá cóc bự. Dạ. Quay lại cho nó nghe kêu nghe. Có kêu chú. Kêu cóc cóc. Đó. Để lấy nét lại. Máy lấy nét chậm quá. Không. Mọi kêu người. Cóc 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 nè. Dạ. Có còn nó lại là kêu lớn. Để nghe kêu nó. Đấy. Cá cóc. Cóc cóc cóc. Cá bự chút nó mới kêu gì chú ơi. Hết sức trận này. Hết sức trận này. Nãy tao nói là toàn là mày dinh, mày dinh không thấy không? Nắng lên rồi đã chú. Trời ơi nó dính nuôi nuôi trống mọi người ơi. Không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng. Ờ con còn mê mà đừng nói chi anh em xem mê luôn chú. Cũng mê như con vậy đó. Qua xe cỡ. Qua xe cỡ rồi. Anh em yêu thích muôn chài, yêu thích chú, xem giải trí mọi người. Hãy đăng ký ủng hộ chú cháu mình nha. Mình sẽ theo ông chú quay mỗi ngày luôn mọi người. Thôi thôi. Nằm lớp lớp ở đâu? Quá quá xa cỡ. Chiếc lửa đầu lưng luôn. Dạ. Thấy hàm thiệt chứ. Có một chài là cả gia đình ăn. Rồi con bảo đảm luôn, chú bữa nay về sớm. 10 giờ chú về. Nếu mà thuận tiện nữa chờ mấy cái đoạn khác nó khác. À. Mình yêu cá. 10 giờ tới 10 giờ là ông chú sẽ đầy thùng đó. Thì đó là... đầy thùng đó mọi người. Đầy thùng đó là 50 kg nha mọi người. Cứ một buổi gì ông chú làm 50 kg gì à. Ít nhiều thì không biết, nếu ít thì ổng về trễ một chút. Nếu bữa nào mà trúng ánh thì ông chú về sớm. Xe ngang mà ngoái giờ một cái nó chịu à. Dạ. Có anh em xin số điện thoại của chú á, đang học hỏi kinh nghiệm á. Nên là nãy mình có hỏi chú nha mọi người. Chú không có xài điện thoại. Nông dân chắc phát mà làm sao mà biết xài điện thoại. Dạ. Thì mồi của chú đơn giản mọi người, chỉ tắm thôi. Rồi, tắm với thêm một chút cắm thoa ít thôi nha mọi người, trộn chung rồi tiếp tục cái chài tiếp theo nha mọi người. Chú chuẩn bị chài thứ hai nha mọi người. Lục bình quá trời rồi. Giờ không biết sao đây mọi người ơi. Giờ ông chú ông đứng cũng chờ cơ hội. Cái lỗ nào mà hơi trống á ông chú sẽ phải không chú? Đó mọi người thấy nè. Lục bình gì sao quăng được. Dạ. Để con ơi. Để con coi xa coi. Dạ. Đây lục bình quá trời chú ơi. Đây đẳng kè quá trời luôn rồi. Chắc đợi không được quá.
giờ không biết sao mọi người. Để coi coi lát chờ cơ hội được không, cái ông chú cũng quăng nha mọi người. Rồi trong sự chờ đợi hồi nãy giờ, chú sẽ quyết định luôn nha mọi người. Quyết định chùm luôn. Nó cài đằng này nè chú. Đó. 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 Con thấy nó đâm. Đó. Quả rồi. Quả rồi chú ơi. Nó cái nó nhỏ lọt. Quá rồi chú ơi. Giờ con có biết sao. Lực bình quá rồi. Chắc cái này dở ra. Dở ra cho nó ra bớt rồi mọi người. Phải chịu thôi. Chứ kéo gì nổi ba lục bình này. Thấy cực không mọi người? Mấy con chó bên đó làm gì nó sủa quá trời không biết. Rồi rồi ôi. Trời ơi. Bẻ đầu nó cái đi. Cho nó mệt cái mình nó bắt dục ra. Xém ra rồi. Ông chú cũng vừa dở ra cái nó. Đó đó nó kìa chú. Thấy mạnh lên bờ chú ơi. Nó nằm ở đây hồi rồi. Mình bắt. Nó dở ra cái nó chạy theo hả ta? Hay lắm. Hay thiệt. Mày thấy khôn không? Dạ, con nhỏ nó khôn thiệt. Rồi tiếc cái chài này thiệt chứ trời. Chài cá bự không? Rồi gì? Phải chịu thôi. Giờ bắt được nhiêu bắt chứ sao giờ. Chứ lục bình không dở gì nổi. Nó rớt rồi. Con nó ra chắc rồi. Chóng đằng này nó theo mình. Nó trở lại đằng kia. Cái chỗ nào mình động lại, chạy lại phải chú. Bị gì biết sao? Đằng kia nó dội đấy, nó dạt ra đây nè. À. Cái chạy nó đang chùm hết á. Nó dạt rồi. Không thiệt chứ. Ôi, tiếc cái chạy này mọi người ơi. Tiếc thiệt chứ. Phải chịu thôi, bởi vì lục bình. À, ông chú cực quá. Rồi kéo được phải không chú? Kéo. Đi, trật. Uống cái chai này thôi chứ. Không chai được, uống. Rồi. Đi thế chú. Giờ còn cá bự dưới nữa kìa. Còn không chú? Còn đó. Ôi ôi. Đó. Trời ơi, gì mà cũng nhiều nữa ha. Quá trời rồi. Chú kinh, chú kêu lên không nổi luôn. Lên. Thôi chú kinh không nổi luôn mọi người. Thôi rồi, cá ông nội ơi, thối thần cá thiệt. Để mình lụm con cá mình rảnh nè. Cá nó bự. Hết sức trận này nữa rồi. Trời ơi, cái này mà không có lục bình nữa ha. Dở nó ra biết nhiều nữa. Dạ. Trời ơi, cái này vô sâu luôn chú ơi. Quá. Bỏ mà gán. Ê. Bến này được ý vậy đó mà nhóc cá trơn.
lục bình. Lục bình nhiều quá mọi người, nên ông chú ông gỡ hơi lâu. Vũ cho lục bình ra bớt. Dép đâu chú? Dép, dép, để vũ ra thì thấy chứ. Thấy chú lấy cái dầu quét quét con ớn quá. Bến này không thua bến nãy hồi tại. Dạ. Lục bình nó ít chút. Dạ. Quá trời lục bình mà. Ý lục bình nhiều gì mà chú giải gì là thôi. Siêu tổ luôn rồi. Nó sẽ cỡ lục bình. Dạ. Nó chống được dài bèo đó, là ngon dữ lắm, chùm sạch luôn. Dạ. Mày chụp cái chài về nó đứng sững cái cá nó lòn ra được trơn rồi đó. Gì hả chú? Ừ, cũng như cái chài mình đứng gì là cá nó đi ra đây hết. À. Mấy cái mình đang chùm ở ngoài sông. À, ý gì mà còn cá dữ cái gì dằn vậy mọi người. Ồ cái này mà trống một cái chắc bể chài nữa quá chú. Ừ. Chèn nó ra hết. Dạ. Bởi biết cái bến này có cá không bỏ, ráng nào. Rồi. Hết thùng cá thôi chứ. Mê mê anh em ơi. Giờ con thấy cái phi bự như bình thường rồi, hết la nổi nữa rồi. Nó la phi này giờ thôi. Nó vậy đó. Mấy clip đầu con còn la. Nửa ký không? À. Mấy clip đầu con còn la làng la sớm rồi. Bến trên kia nữa mà đừng có lục bình hay quất cái nữa đầy thùng luôn. Dạ. Ba chài. Ba chài là đầy thùng luôn á. Ôi con tiếc cái này nè. Ừ, cái này đã ngon mà chài không được. Ôi. Bình phải quyết định cái mới được. Trời. À, mọi người ơi. À, ông chú ông đang bắt cá cái điện thoại mình bị gì bị đứng hình luôn mọi người. Không biết bị gì nữa. Rồi mình tắt nguồn á, mình mở lên mình mới quay được tiếp nè. Thiệt tình chứ. Điện thoại này sắp hư hay sao á chú ơi. Quay cảnh chú gỡ cá cho mọi người xem mà. Mà hên cái quay gần xong rồi. Chú gỡ còn có mấy con nữa. Thiệt tình. Mà điện thoại của con nó bị hoài vậy chú ơi. Tắt nguồn cái tắt nguồn rồi mở lên quay lại bình thường à. Con không hiểu làm sao đó. Chứ còn gắn cài mua cái máy quay mới được. Dễ. Rồi à, mình tạm dừng cái video đây. Mình sẽ theo ông chú quay cái chài thứ ba nữa nha mọi người. Chài được, giờ đợi chài cũng được lên. Dạ. Chài thứ ba nha mọi người. Chuẩn có lục bình. Rồi xem ông chú ấy yếm cá. Rồi lắc lụm luôn chú ơi. Giờ mình gấp mà. Ê, con có cởi chỗ nào không chú? Để uống chú ơi. Ê. Rồi, chắc lấy gan ngay chỗ đó quá. Có tung gì không? Mẹ lâu quá đi hết. Ê, nãy chờ cái lục bình đắng á. Biết đâu như khi cá mè qua núp lùm chú ơi. Cá mè qua núp lùm lắm.
đó, cá nhỏ. Ơi Lục Bình hại nha. Ôi, ê, cá gì bự á, hên hên nó vô túi, nó vô túi rồi. Dạ, nó lấy gác rồi. Thả bớt thôi chứ nhiều quá, thả bớt uổng thiệt chứ. Còn cùng quá nghe chú ơi, đó không được. Cùng để kéo. Kéo luôn ha. Trời ơi trời, gách lỗ trà bá ở trên luôn chú. Nó gách lỗ bành kia trên đó. Nó nó nó. Đâm rồi đó, đâm nè, đâm nè. Thì đó đó. Bây giờ lại thế này. Dạ. Kiếm bị kéo cho nó gom lại. Nó Lục Bình quá. Khó làm ăn thiệt chứ. Rồi không có Lục Bình lo mà gỡ cá luôn. Rồi Lục Bình rồi, Lục Bình nhiều quá ừ, nó chạy ra nè. Chắc nó trống cái chân quá. Nó trống rồi. Ồ nó tụt lụt á. Trời ơi cũng. Bởi vì nó tụt lụt. Có gì á. Kéo cái nó gớt cái ra. Nó phình ra cái nó. Trời ơi vậy mà cũng nhóc luôn nè. Thôi mọi người. Vậy mà cũng nhóc luôn. Dạ. Ý là ra bớt á nha mọi người. Trời ơi có rùa biển. Đó con cá sấu nữa chú. Ừ. Con này nhỏ hơn con mày sáng. Mấy anh đi ngang dòm luôn mọi người. À, không có Lục Bình thuận tiện quá. Ê. Dạ. Vậy mà cũng nhóc cá hơn chú. Nó gà phần nữa luôn. Dạ. Hồi nãy chú kéo ra nó nguyên cái túi Lục Bình bành kia luôn mà. Nó làm cái phịch rơi xuống dưới luôn. Ừ, cái tính khỏi ác mội nữa kìa, đủ loại. Hôm nay ông trời ổng ưu đãi chú cháu mình nè. À, trời trong. Như hôm qua, như hôm qua trời ơi. Nó làm hì hì ghê quá. Hôm qua mưa dứt trưa mà. Dạ. Đâu, dứt sáng chứ chú. Sáng hả? Dạ. Trời nhỏ cho con là dứt sáng. Dạ. Sáng tới trưa luôn. Trưa tới chiều luôn. Giờ chuyển chuyển rồi tới chạy tiếp theo đó nha mọi người. Thế chứ quá trời, 5 kg quá trời luôn mọi người. Coi nè,
Giờ để vô luôn hay gì chú? Để vô luôn, hết bến à. Dạ. Gần đây thùng là ông chú ông sẽ để vô, mọi người đang ông còn để chài á. Hồi nãy giờ phụ huynh lo nói chuyện không quay gần lại cho mọi người xem cá. Biển. Tao ừ rồi biển. Đã. Rồi, mình đi theo bến tiếp tục. Dạ. Rồi chạy. Chạy thứ tư nha mọi người. Ồ có gù quá trời luôn mọi người. Gù. Gù ục lên trên nha. Dạ. Ồ đi lại đây mà lấy cần câu mà câu vậy đã lắm trời. Để lục bình trôi qua quăng chú ơi. Quá hay chú ơi. Nó vuông luôn. Nó vuông cái cục lục bình luôn. Nhiều khúc sông này không có cá mày dinh này. Có mày dinh này. Có mà ít. Có cá mày dinh mà ít. Quá trời thứ tư nha mọi người. Bộn nha. Lát lại ngay chỗ cái bến thứ năm rồi chú sẽ bắt cho mọi người xem nha mọi người. Chàng này bọn mà không có nhiều mọi người ơi. Cái này ít chứ chú. Nước bữa nay nó bị phèn. Phèn dạ. Thì vàng vàng ớt rồi. Có máy chạy, ồ có rùa bự. Có máy chạy đầu tiên hay ham hả chú? Ừ. Nhằm cái đoạn sông cá nó ở. Dạ. Yeah. Cái đoạn cái nó đi, nó đuổi đi như hôm đó mình trúng cái đợt này. Ngày qua nó thất lợi. Rồi yeah. Vài bữa nó có lợi nữa. Vậy đó. Ông chú đánh lật hướng một lùm đi mọi người. Hồi lộ nhựa, cái hồi lộ đất. Hồi lộ đan.
mình đu theo dữ lắm mọi người. Chứ theo là một tháng mới giáp hết bến. Mới biết chỗ trời. Một tháng mới giáp hết. Khai thác ở liên vùng Long An này thử coi sao. Cá rô biển mình luyện với kinh chú. Thì nó lớn chú ơi. Để lát con bắt cho. Hồi nãy thấy bà mua ba bốn cá rô luôn mà ta. Ừ, bỏ xong rồi. Cá luyện kinh luôn chú ơi. Nó sống được sao? Để giờ mình luyện cái động. À ờ giờ đúng rồi, ngay chỗ này mình chưa giải mà ha. Giải. Luyện ở động. À à. Quên, con quên. Ồ, cá rô mè kìa. Cá nó muốn lọt luôn ha. Ừ. Lỗ 5 phân muốn lọt luôn. Cái này là chắc ăn là cá phi nhiều. Không chú. Có là có cá phi nhiều. Dạ. Tại chỗ nào cá phi ở là nó ở hoài vậy đó. Rồi trời thứ năm nha mọi người. Nó dài luôn. Dạ. Biết sao mình không dám quay nhiều không? Bây giờ nhiều quá thời gian nó dài á, sợ mọi người xem không có thời gian xem hả mọi người. Rồi rồi rồi. Đi theo luôn chú ơi. Để dướng cái dây đó. Dạ. À. Bởi vậy làm gì là nó túm cái chài dữ vậy? Nó ra mà nó rỉ lại cái. Dạ. Bởi nhỏ gái nó hỏi cháu ngoại hỏi chứ có khi nào nó rỉ ngoài xuống sông. Nó cho tao bị cấm đầu hoài gì. Cái điện thoại bị gì nữa mọi người. Không biết nó bị gì luôn á, tự nhiên nó tắt. Đó cậu có rô mè. Đó. Cái gì? Rồi vô kinh này làm như là nó ít hơn kinh bự quá ha chú. Phải đi chứ. Dạ. Đoạn xong này trống lục bình không đi sao được. Bởi vì ngộ lắm, chỗ nào mà trống lục bình là ít cá. Ừ. Xem không đã chú. Ừ. Vì cũng mê rồi chú ơi. Đoạn xong này lý tưởng mà không có lục bình mà đi bỏ đò uống. Dạ. Dài thôi. Dạ. Suốt khúc này cá phi nhiều ha. Ở cái sông này bạc nhạt, nó không phải như cái đoạn trên bên kia. À. Bên kia là cá mình dính nhiều. Dạ. Đúng là cá đẹp không. Dạ. Còn cái này nó đủ thứ hết. Vô biển rồi cá phi. Cá nhiều, cá độ, cá tiến độ. Cái con kinh này chắc không có cá mè qua đâu. Không, kinh này có. Dữ lắm là cá trôi rồi. Dài đâu có. Dạ. Không có cá mè qua mà ở bển nó có. Dạ. Trong nó có. Tùy theo con kinh thế mà. Ừ, khúc xong nó cá tùy theo. Cá mè qua là đi bầy không á chú? Bầy không. Nó giống như cá lồng tông hay vậy đó. Ừ. Đi bầy vậy đó. Chéo điển chứ cũng vậy, toàn là cá mì dinh chứ có con biển rồi ha. Ừ, nó là y chang vậy luôn, nó trắng mì dinh không. Rồi trời, ủa trời, thứ năm hay thứ tư quên ta, thứ năm hay gì rồi. Ừ. Thứ năm hay thứ tư vậy mọi người ơi, mình không hay học quên. Mình quên quân số rồi. Quên. Bây giờ chỉ biết là cái chài tiếp theo. Tiếp theo thôi. Giờ chài tiếp theo nữa nha mọi người. Giờ quên quân số luôn. Ừ. Rồi, chài này cũng như là chài cuối mọi người. Trời ơi, rồi đúng rồi. Lọt phải không? Hên đó mọi người nha.
nhờ cái lục bình nó nhỏ. Bởi vì cu be nó hại đường này chứ hồi nãy giờ hơi trúng rồi. Đem cạn cá tản lại thôi. Giờ nó có cạn. Dạ. Mình đi tìm đường khác có cá nhiều hơn. Dạ. Giờ đi đường lát đi đường khác nha mọi người. Cái đường này giờ cu be nó làm động rồi. Cu be quằn quá. Đó. Đó. Rồi. Rồi, để con lượm, nha. Mày ra hả mày? Ý ý. Trời này cũng khá nha mọi người. Vô thùng. Đó mọi người thấy không? Khá chưa? Ý là cô bé nãy đi ngang đó nha. Chạy động cá chạy hết. Cái chài này có nhiều là biết tại sao không mọi người? Bởi vì nó động lâu hơn. Ừ, đi vừa lâu thời gian cá nó trở lại. Dạ. Còn cái chài hồi nãy ít là do mới xà lan mới vừa đi ngang cái mình lại ông chú cũng quăng rồi. Hay mê mọi người ơi. Cái chài hồi nãy mà không có xà lan đi ngang là cá trôi là bộn luôn chú. Ừ. Gì mà nãy được. Chạy ra hết. Gì mà nãy được hai con. Ừ, đâu có gì ăn nữa, có nhát. Ừ, đây cũng con cá trôi nữa nè. Mà nhỏ. Con nó mới lớn à. Phải cá trôi không chú? Trời, con mới lớn. Rồi, trôi con mới lớn. Cái này mà gần nhà hang thải đìa nuôi đã hả chú? Nó màu lớn. Dạ màu lớn rồi. Nó như họ cá linh. Dạ nó ăn cong ghê hả chú? Ăn cong, đồ. Đi xe lọn ba con xe lọn. Ừ. Có đã không? Mày xe hả mày? Xe. Yeah. Bây giờ vào thùng hết. Vô thùng hết chứ không có ở ngoài được đâu. Bây giờ mình đi tìm một cái đoạn cá mình vinh nữa mới được. Dạ. Cái đoạn này chưa thích rồi. Dạ. Đoạn này cá tạp nhạt thôi. Rồi cái video sau là ông chú ông sẽ kiếm cái đoạn kinh nào mà có cá nhiều nha mọi người. Dạ đang tìm. Đang tìm thôi, không biết sao đây nữa nè. Rồi. Mà lỡ có ít mình cũng quay lên cho mọi người xem luôn. Dạ, cũng quay. Dạ. Mọi người xem giải trí. Vô cá. Đây lựa cá rô phải chú. Đó, cá rô mề mề không đá không. Trời ơi còn nào này. Đã. Mề ông mới bắt nha mọi người. Vô luôn. Ông phát cá rô mề. Trời. Bao giờ bờ đổ vô thùng chứ không có lựa gì nữa. Như quá trời rồi. À, đổ vô. Đó. 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 Mọi người thấy gì chưa? Đó. Đó. Trời ơi nay cá bự nhiều chú. À. Nay mỗi bữa là mấy clip trước là cá bự là nó. Cá bự ấy thôi. Nó nhỏ xíu à. Thì tại nãy mình chúng nó bày cá ấy đó. Dạ. Bày cá. À. Mới cười lên. Đã thiệt chứ. Ừ. Rồi, kết thúc. Rồi, kết thúc video mọi người ơi. Chào nha. Hẹn gặp lại cái video sau mọi người. Video sau. Vì cái video này cũng quá dài rồi đó.